Jungle. Việt Nam chó bản địa Mai Ngọc Sơn Hà Giang xin kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa mông cộc đuôi. Và ngày hôm nay Việt Nam chó bản địa xin được giới thiệu đến anh em một cá thể chó mông cộc đuôi, chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Và đối với cá thể ngày hôm nay sẽ có điều gì đặc biệt? Anh em chúng ta hãy cùng theo dõi hết clip. Và em tin chắc một điều rằng anh em sẽ rất hài lòng đối với lại cái cá thể ngày hôm nay. Anh em chúng ta cùng theo dõi tổng thể. Và điều đặc biệt sẽ được giới thiệu tới anh em đối với cá thể chó mông cộc đuôi, chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Đó chính là về bản năng trông nhà của cảnh giác rất tốt từ khi chó mới gần 2 tháng tuổi. Anh em chúng ta thấy này, chó sủa rất tốt luôn, bảo hành tính cách cho anh em. Bản năng sủa trong nhà canh gác rất tốt từ lúc chó mới gần được 2 tháng tuổi. Anh em chúng ta thấy này, đầu thủ cung gọng không phải nghĩ luôn, tay nhỏ tí này, tay đăng lên rồi anh em nhé, không phải nghĩ luôn. Đối với lại cá thể chó mông cộc đuôi đực, chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã. Sủa trong nhà canh gác rất tốt, anh em chúng ta thấy chưa, không gì phải nghĩ luôn, bảo hành tính cách cho anh em. Để anh em nào kết có thể liên hệ theo số điện thoại 0334827912 hoặc truy cập Zalo 0334827912 để sở hữu được cá thể chó mông cộc đuôi được, chó được bắt tại bản Mông nguyên chất hoang dã, bản năng sủa trong nhà canh gác rất tốt, bảo hành tính cách cho anh em. Anh em bắt về không sủa trong nhà, không biết cái khác, thì Việt Nam chó bản địa sẽ hoàn lại tiền cho anh em. Quá tuyệt vời cho cái thể chó bản địa hoang dã. Rồi anh em hãy cùng tiếp tục like, đăng ký và chia sẻ kênh Việt Nam chó bản địa để có được những clip mới nhất về chó bản địa Việt Nam, chó mông cộc đuôi. Một lần nữa xin được kính chúc sức khỏe và xin được kính chào tất cả anh em đam mê dòng chó bản địa hơn một cuộc vui. Xin kính chào tất cả anh em.